Như các bạn đã biết, nửa cuối năm 2014, Samsung tung ra thị trường dòng E-Series. Những chiếc Samsung Galaxy A thời điểm đó rất ấn tượng bởi thiết kế kim loại nguyên khối cùng với body khá là mỏng. Tuy nhiên, theo mình thì chúng vẫn chưa có gì đó thật sự vượt trội so với các đối thủ khác, và việc phải bỏ ra một số tiền khá lớn cho mỗi model sẽ làm cho người dùng phải cân nhắc khá là nhiều. Có lẽ chính vì điều đó đã làm cho Samsung phải mang đến một sự thay đổi trong dòng A-Series của mình. Và chiếc Samsung Galaxy A8 mà mình đang cầm trên tay chính là câu trả lời cho sự thay đổi đó. Thiết kế của Galaxy A8 quả thật là không thể tin nổi. Đây là chiếc smartphone mỏng nhất mà Samsung đã từng làm. 5,9mm là độ mỏng thực tế của sản phẩm. Nhưng khi cầm trên tay thì lại cảm thấy siêu mỏng dính, bởi do Samsung vắt chéo hai góc ở hai mép mặt lưng. Kiểu thiết kế này thì chỉ vừa mới xuất hiện trên những chiếc Tab S vừa mới được ra mắt. Máy vẫn sử dụng cho mình đường cắt kim cương, tăng thêm sự sang trọng. Ở mặt sau thì sơn khá dày. Khi mới nhìn vào thì mình tưởng là đầu nhựa, nhưng thực tế chứng minh rằng nó là kim loại nguyên khối. Bạn cần lưu ý điểm này. Về phần camera sau thì như các bạn thấy đó, nó đã bớt lòi so với các máy A trước đây, nhưng thực sự thì nó vẫn nhu nhú ra. Về phần lo ngoài, camera và đèn LED thì được bố trí theo một cách quen thuộc, và chính vì nó quen quá mà nên theo mình nó không có gì nổi bật. Và phím tăng giảm âm lượng lại nằm cạnh trái hơi cao. Việc này khi mà dùng một tay bấm thì là những phím này rất là khó khăn. Ngoài điểm trừ về cách bố trí như thế này thì các chi tiết còn lại Samsung làm khá là tốt. Tiêu biểu như cổng kết nối được sơn phủ một lớp chống chày giúp chúng ta cắm cáp hay tai nghe nhiều lần mà khu vực này không hề bị bong chóc. Ở mặt trước thì A8 khá giống chiếc Galaxy S6. Tuy nhiên khác biệt là nó bự hơn và viền màn hình cực mỏng. Nhờ vậy dù có kích thước 5,7 inch, nhưng kích thước của A8 không quá lớn. Bên cạnh đó còn trang bị tấm kính cường lực làm chắc chắn, khít với khung viền, ít bám vân tay, và cảm giác chạm trên tấm kính này thì rất mượt, không bị rít. Độ phân giải Full HD ở kích thước màn hình 5,7 inch cho kết quả hình ảnh hiển thị mượt màng, không thể phát hiện gân cưa ở các icon phông chữ. Công nghệ màn hình mà A8 sử dụng là Super AMOLED, và đánh giá của mình thì màu sắc hiển thị tương tự như chiếc S6 đầu bảng, độ sáng cao, màu tươi, không cần tưới và nó cho góc nhìn khá là tốt. Phiên bản A8 mà mình cầm trên tay chạy chip FCMOS 5430. Thì theo mình đánh giá đây là một con chip rất mạnh, đã từng xuất hiện trên Galaxy Alpha. Vì vậy mà hiệu năng của máy thì không có gì phải bàn, mạnh và mượt. RAM 2GB giúp máy vận hành đa nhiệm nhanh. Máy không bị nóng lên đột ngột mà chỉ ấm ấm sau một khoảng thời gian sử dụng với cường độ cao. Đi kèm theo máy là nền tảng hệ điều hành Android 5.1 mới nhất cùng với giao diện tương tự như Samsung Galaxy S6. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy được là menu đã được bỏ hết hầu hết các ứng dụng mà nó không cần thiết. Và ngoài ra thì nó còn có thêm một cái kho chủ đề khá là phong phú. Bạn sẽ dễ dàng chọn và tải về chủ đề mà mình yêu thích. Có một điểm mới trên chiếc A8 so với các dòng A-Series khác là nó hỗ trợ cảm biến vân tay dạng chạm ở phím Home. Chúng ta có thể mở khóa nhanh màn hình mà không cần phải nhập mật khẩu. Tốc độ nhận diện vân tay rất nhanh, 1:9:10 so với X6. Ngoài ra thì Samsung cũng tích hợp thêm một tính năng khá là thú vị, đó là bấm 2 lần nút Home để có thể khởi động nhanh được camera. Thì tính năng này rất là có ích. Chúng ta sẽ không cần phải lay hoay kiếm icon máy ảnh trong hệ menu. Mình lại nói thêm một tí về camera. So với A7 thì A8 có camera độ phân giải 16MP cùng ống kính khẩu độ là 1.9. Nghe thì giống hệt thông số của chiếc S6, nhưng khi chất lượng ảnh thì có phần thua kém một chút xíu. Đây, như các bạn có thể thấy, màu sắc của chủ thể chụp từ camera A8 có màu sậm hơn, không gực như S6. Khả năng đo sáng cũng không ấn tượng bằng đàn anh. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chất lượng camera của A8 ở tầm giá 10 triệu thì khó có đối thủ nào sánh được. Lúc này chắc sẽ có một số bạn hỏi mình khẩu độ 1.9 là có tác dụng quái gì, thì mình xin giải đáp, nó sẽ giúp chúng ta thu được nhiều ánh sáng hơn, đặc biệt là khi tập trung vào một vật thể thì nó sẽ tạo ra độ sâu trường ảnh mỏng hơn, rất hữu ích cho những bạn thích chụp chân dung hay là chụp macro. Và Samsung cũng rất quan tâm đến vấn đề này nên đã tích hợp luôn chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp trong trình chụp ảnh để chúng ta có thể dễ dàng lấy nét thủ công. Đây là các tấm ảnh được mình chụp ở các điều kiện ánh sáng khác nhau để cho các bạn dễ hình dung. Ảnh chụp ngoài trời thì có chi tiết rất cao, zoom 100%, vẫn nhìn rõ được các chữ hay các biểu tượng từ xa. Khả năng đo sáng với những môi trường có ánh sáng mạnh như chụp khung cảnh có bầu trời khá tốt, giữ được chi tiết bầu trời nhưng không làm cảnh vật còn lại bị tối đi.
Với ảnh chụp cùng với đèn LED, chúng ta có thể thấy màu sắc của chủ thể không bị thay đổi nhiều khi đèn LED đánh lên, không bị ló hay cháy. Camera của A8 điều tiết độ sáng và bắt nét khá tốt nên cho chất lượng ảnh chụp trong hoàn cảnh này cũng khá đáng khen. Về tốc độ chụp thì máy A8 rất nhanh, chạm một phát là ra ngay. Kết hợp cùng với tính năng bấm hai lần phím home để bật camera thì mình nghĩ đây là một trong những chiếc điện thoại chụp lén tốt nhất thời điểm hiện tại. Về camera trước thì 5 megapixel kết hợp cùng với chương trình làm đẹp độc quyền của Samsung chắc chắn sẽ cho bạn những bức ảnh đẹp xinh lung linh. Chỉ tiếc một xíu là nó không được trang bị đèn LED như Z5 hay Z7, cho nên nếu mà chụp trong điều kiện ánh sáng yếu thì nó sẽ cho chất lượng ảnh không được tốt. Cuối cùng là về pin, lúc đầu thì mình cảm thấy hơi khó tin khi thấy máy mỏng tanh như thế này mà lại có viên pin khủng 3050mAh. Nhưng thực tế đúng là khá bất ngờ về mức dung lượng này mang lại. Mình sử dụng máy với cường độ cao, nhưng thời gian sử dụng thực tế đạt liên tục gần 12 giờ sau khi rút sạc ra vào buổi sáng. Điều này có nghĩa là nó sẽ đủ với những ai có thói quen sử dụng smartphone để liên lạc, thỉnh thoảng lướt web và chụp ảnh chút ít. Còn nếu chơi game hay xem video thì máy sẽ nhanh hao pin hơn. Mình có test thử thời gian xem phim liên tục thì viên pin hơn 3000mAh của A8 trụ được khoảng 7 giờ, còn chơi game thì 6 giờ. Ngoài ra A8 còn có thêm tính năng siêu tiết kiệm pin, nghĩa là 7 giờ tối mà pin còn 15% mà bạn bật chế độ này lên, bạn vẫn có thể nhắn tin, gọi điện thoại một chút ít mà không sợ máy sẽ tắt nguồn vì hết pin. Như vậy là mình đã đánh giá xong chiếc điện thoại smartphone mới nhất của dòng A series là Galaxy A8. Mình xem đây là chiếc điện thoại đáng giá nhất của dòng A này. Giá bán của nó tuy ở mức hơn 10 triệu, nhưng những trang bị mà A8 đi kèm gọi là rất ấn tượng. Chúng ta có một chiếc smartphone kim loại nguyên khối siêu mỏng, viền cắt kim cương và vát đẹp mắt, màn hình bự và nét, có cảm biến vân tay, hiệu năng mạnh và camera chụp ấn tượng ở mặt trước và sau. Ngoài ra thì thời lượng pin cũng tốt, nói cho cùng là điểm ok của chiếc điện thoại này, máy có thể hoạt động tốt trong một ngày làm việc của bạn. Bạn muốn mình so sánh chiếc A8 này với chiếc điện thoại nào? Xin mời để lại comment bên dưới. Mình sẽ gửi đến các bạn bài so sánh trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!